mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào bạn, nếu bạn đang bị rụng tóc, bạc tóc, hói đầu thì đây là video dành cho bạn. Tôi là dược sĩ Bùi Thị Thảo, quản lý nhà thuốc IDC 6. Sau 3 năm tư vấn và bán thuốc tại nhà thuốc, có rất là nhiều khách hàng đến với chúng tôi hỏi về tình trạng rụng tóc, bạc tóc, hói đầu. Và tôi biết rằng có rất là nhiều người trong số đó đang chăm sóc tóc không đúng cách. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng rụng tóc, bạc tóc, hói đầu? Thứ nhất, đó là việc lạm dụng các dầu gội hóa học và việc làm tóc như sấy tóc, nhuộm tóc làm ảnh hưởng đến tóc và da đầu trong khi không có một biện pháp chăm sóc tóc phù hợp. Nguyên nhân thứ hai thì đó là sự mất cân bằng các nội tiết tố. Đối với nữ giới thì thể hiện rõ nhất trong thời kỳ mang thai, thời kỳ tiền mãn kinh và là lúc dậy thì, và gặp những stress căng thẳng trong cuộc sống làm thay đổi đột ngột các cái nồng độ của hormone và dẫn đến tình trạng rụng tóc và bạc tóc rất là nhanh và rõ rệt. Còn đối với nam giới thì tình trạng này ảnh hưởng rất là nhiều bởi các nội tiết tố nam như androgen, testosterone và sự gia tăng nồng độ dehydrotestosterone dẫn đến rụng tóc và làm bít tắc các nang lông chứa các mầm tóc, làm cho tóc không mọc trở lại được. Nguyên nhân thứ ba đó là các cái tác nhân từ môi trường như ô nhiễm không khí và khói bụi, và những cái tác động này lên tóc sẽ mạnh gấp 6 lần so với trên khuôn mặt. Những nguyên nhân đấy dẫn đến tình trạng rụng tóc, bạc tóc, hói đầu và là nỗi lo lắng của rất nhiều người, cũng như là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, sự tự tin trong cuộc sống nữa. Vậy thì chúng tôi đã tìm ra những phương pháp để điều trị cái tình trạng này, và sau khi điều trị bộ liệu trình của chúng tôi, có rất là nhiều khách hàng đã có được mái tóc chắc khỏe và hồi phục trở lại. Và phương pháp đấy các bạn có thể áp dụng tại nhà được. Sau đây tôi xin giới thiệu luôn về bộ liệu trình của chúng tôi. Thứ nhất là viên uống TOS với các thành phần từ thảo dược và hạt thủ ô giúp cân bằng nội tiết tố nữ và nam và làm cung cấp các cái chất dinh dưỡng cần thiết để điều trị tình trạng này từ gốc rễ bên trong. Và kết hợp vào đó là các cái sản phẩm dầu gội dược liệu với các thành phần từ thảo dược sẽ giúp chăm sóc tóc và da đầu từ bên ngoài. Sự kết hợp toàn diện này sẽ giúp cho bạn nhanh chóng có được mái tóc chắc khỏe và hồi phục trở lại. Và với liệu trình này các bạn chỉ dùng sau 3 tháng là sẽ thấy hiệu quả và sẽ thấy được mái tóc của mình ngày một bóng mượt và đen trở lại hơn. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách dùng cũng như liều lượng sử dụng phù hợp với từng người thì liên hệ với chúng tôi qua nhà thuốc IDC hoặc theo số điện thoại 0938 198 698 để biết thêm thông tin chi tiết và được mua sản phẩm. Cảm ơn bạn đã theo dõi toàn bộ video này và rất mong bạn chia sẻ video này cho những người thân và bạn bè, đặc biệt là những người đang gặp các vấn đề về rụng tóc, bạc tóc, hói đầu. Xin cảm ơn.